Sóng khi mà gặp một cái vật cản thì nó có thể bị đổi phương, và đổi phương truyền ấy người ta gọi là sự phản xạ sóng. Và cái hiện tượng phản xạ sóng thì nó lại gây ra một cái hiện tượng đặc biệt khác, đó là hiện tượng sóng rừng. Thì bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về hiện tượng sóng rừng. Đầu tiên ta nói về sự phản xạ sóng. Thế bây giờ khi mà thầy kích thích dao động một cái điểm nào đó trên mặt chất lỏng chẳng hạn, thì sóng nó sẽ lan truyền dần ra không gian. Nhưng mà nếu như mà nó lại gặp một cái bờ chắn nào đó, thì sóng nó sẽ không đi tiếp được nữa, nó sẽ bị phản xạ trở lại, nó đổi phương truyền đi. Đấy, hiện tượng ấy gọi là hiện tượng phản xạ sóng. Hoặc là khi mà thầy phát âm chẳng hạn, tức là khi mà thầy phát ra một cái âm thanh nào đấy, nhưng mà nó lại gặp một cái vật cản, gặp một cái vách núi chẳng hạn, âm thanh nó lại bị hắt trở lại. Đấy cũng là hiện tượng phản xạ sóng. Vậy thì có thể đưa từ những cái ví dụ cụ thể đó, chúng ta đưa ra định nghĩa phản xạ sóng là gì? Câu sao nhất, định nghĩa. Thì phản xạ là hiện tượng như thế nào? Là hiện tượng sóng bị đổi phương truyền. Sóng bị đổi phương truyền. Khi gặp một vật cản là hiện tượng sóng bị đổi phương truyền. Khi gặp một vật cản thế bây giờ phản xạ sóng thì nó có mấy loại? Chúng ta sang phân loại. Phản xạ sóng được phân ra thành hai loại sau đây. Loại thứ nhất, nếu nó gặp một cái vật cản cố định thì sóng tới có phương trình như thế nào? Sóng phản xạ có phương trình là đối của nó. Thì người ta gọi phản xạ ấy là phản xạ có đổi dấu. Bởi vì này, x tới bằng bao nhiêu, x phản xạ bằng số đối của nó. Có nghĩa là cái trạng thái dao động hay cái pha của nó đã biến thiên một lượng là pi rồi. Cho nên người ta gọi là phản xạ có đổi dấu. Vậy loại thứ nhất này ta ghi là phản xạ có đổi dấu. Có nghĩa là thế nào? Mở ngoặc ra, phương trình phản xạ bằng trừ phương trình tới, tức là tọa cái phương trình dao động của cái sóng phản xạ bằng số đối phương trình sóng tới. Khi nào? Thì phản xạ có đổi dấu khi gặp vật cản là cố định. Gặp vật cản cố định. Thế còn loại thứ hai là phản xạ mà lại không đổi dấu. Khi gặp một cái vật cản di động không đổi dấu. Có nghĩa là này, phương trình của sóng tới như thế nào thì phương trình của sóng phản xạ giống hệt như vậy. Như x phản xạ bằng x tới. Khi nào? Khi sóng gặp vật cản gọi là di động, hay nói cách khác là vật cản không cố định. Và với cái hiện tượng phản xạ sóng này thì người ta tiến hành cái thí nghiệm ở trên một cái sợi dây. Đó là người ta buộc một đầu dây cố định vào một cái bức tường, sau đó người ta cầm cái đầu dây còn lại, người ta rung cho nó dao động. Thì người ta thấy hiện tượng như thế này. Cái dây nó có hình ảnh mà rất là ổn định. Nó tạo thành những cái điểm mà có cái biên độ cực đại, và nhưng mà bên cạnh đó xen kẽ với nó có những cái điểm không hề dao động. Những cái điểm mà biên độ dao động cực đại ấy người ta gọi là bụng sóng, và những cái điểm không hề dao động người ta gọi là nút sóng. Thì hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng sóng rừng. Chúng ta chuyển sang phần 2. Ta sang phần 2 nhỉ. Sóng rừng.
À, thì nói về cái thí nghiệm. Thì đấy, người ta lấy một cái sợi dây buộc chặt một cái đầu này vào tường. Sau đó thì người ta cho cái đầu ô này kích thích dao động. Thì người ta thấy rằng là trên dây có hiện tượng khá đặc biệt xảy ra. Tức là người ta sẽ nhìn thấy trên cái phương truyền sóng bây giờ nó xuất hiện như này, những cái điểm này dao động lúc nào cũng biên độ cực mạnh, mạnh nhất là người ta gọi là bụng sóng. Thế còn có những cái điểm xen kẽ với nó đây, những cái điểm này thì lại không hề dao động gì cả, à người ta gọi là gì, gọi là nút sóng. Vậy thì thí nghiệm với cái sóng rừng này, người ta làm như này, người ta cho cái này rung và cái tần số rung này có thể thay đổi được, trong khi chiều dài của cái sợi dây là cố định, à, chiều dài của sợi dây là cố định, nhưng mà người ta thay đổi cái tần số F thì thấy là đến một lúc nào đó sẽ có hiện tượng xảy ra, tức là sẽ có những cái vị trí mà không dao động tí nào, có những chỗ dao động mạnh nhất và hình ảnh nó sẽ có dạng như này. Mà ta không phân biệt được lúc ấy là dây đang ở vị trí nào nhé. Tức là không biết dây đang ở phía trên hay phía dưới. Ta nhìn thấy cả bó này này. Đấy. Thì cái điều này rất là đặc biệt. Nếu mà có điều kiện chúng ta quan sát thí nghiệm thực thì chúng ta thấy rất là hay. Thì hiện tượng này gọi là hiện tượng sóng rừng. Bây giờ ta sẽ đi định nghĩa sóng rừng là gì? À, định nghĩa. Thế thì sử dụng những cái kiến thức mình đã được học, mình sẽ phải định nghĩa được sóng rừng. Bây giờ nếu mà thấy kích thích ở đây một cái nguồn sóng, kích thích cái nguồn dao động ô, à, thì sợi dây nó sẽ truyền cái dao động này đi. Là như vậy là đây gọi là sóng tới. Sóng tới. Nó sẽ lan truyền dần trên dây. À, nhưng vấn đề là này, đến đây gặp bức tường, tức là vật cản, sóng nó lại quay trở lại. Vậy tức là lại xuất hiện sóng phản xạ. Thế bây giờ thầy xét một cái điểm M bất kỳ ở trên cái sợi dây này thì nó nhận được mấy sóng? À, nhận được hai sóng. Sóng tới vẫn tiếp tục truyền đến, sóng phản xạ vẫn tiếp tục quay về. Có nhận xét gì về đặc điểm giữa sóng tới và sóng phản xạ này? À, sóng phản xạ nó chỉ đổi phương truyền thôi, còn tần số của nó giữ nguyên, biên độ của nó cũng không có gì thay đổi. Vậy sóng phản xạ và sóng tới cùng tần số, cùng biên độ, chỉ có độ lệch pha là không thay đổi cái thời gian thôi. Và đấy chính là hai sóng kết hợp. Mà hai sóng kết hợp gặp nhau, điều gì xảy ra nhỉ? Chúng ta nhớ lại kiến thức bài hôm trước. Đó là xảy ra hiện tượng giao thoa sóng. Và những cái chỗ biên độ được tăng cường lên thì nó thành 2A. Những chỗ biên độ bị giảm đi thì bây giờ nó triệt tiêu luôn, nó bằng không. À, vậy thì chỗ nào biên độ cực đại thành bụng sóng, chỗ nào biên độ bị triệt tiêu thành nút sóng. Vậy thì ta có thể định nghĩa và đồng thời giải thích luôn hiện tượng sóng rừng là giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ. Vậy ta ghi định nghĩa này. Sóng rừng là giao thoa, giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ tạo ra các cái nút, tạo ra các cái nút và các cái bụng cố định trong không gian. À, tạo ra các cái nút. Nút
là những điểm như thế nào? Là những điểm không dao động. Bụng là những điểm như thế nào? Là những điểm dao động với biên độ cực đại. Nhưng mà ở đây, cố định cho không gian, ta hiểu thế nào? À, cái vị trí nút này mà theo phương truyền sóng, không thay đổi. Cái vị trí bụng, đây là, đây là bụng, nút. Tức là vị trí bụng và nút trên phương truyền sóng là không thay đổi. Giữ nguyên như vậy. Cho nên là ta có thể hiểu là sóng rừng này nó không tiếp tục lan truyền cho không gian nữa. Cho nên là gọi là sóng rừng. Tức là bình thường thì sóng nó sẽ ngày càng lan rộng ra trong môi trường vật chất. Nhưng đây thì nó đã không lan truyền nữa. Không lan truyền dao động, không lan truyền năng lượng. Vậy thì người ta gọi nó là sóng rừng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét xem là sóng rừng nó có những đặc trưng gì. Dấu sao thứ 3. Các đặc trưng. À, nhìn vào đây. Ta có thể ghi đặc trưng thứ nhất là này. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp. Là gì nào? Ta nhìn lên hình vẽ này. À, từ đây đi một đường hình sin, cái đoạn này này thì mới là bước sóng lambda. Vậy khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp hoặc là hai bụng sóng liên tiếp thì tính thế nào theo lambda? À, lambda trên 2. Sẽ là lambda trên 2. Cái khoảng cách thứ hai thầy đừng muốn đề cập đến ở đây là khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng, nút sóng và bụng sóng liền kề sẽ là gì? À, nút sóng đây, bụng sóng liền kề, à nó lại chia đôi cái khoảng giữa hai nút, vậy là gì? Lambda trên 4. Rồi thế bây giờ thì lại suy luận tiếp này. Khoảng cách giữa hai nút hoặc là hai bụng bất kỳ, à, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng bất kỳ sẽ là gì nào? À, hai nút mà liên tiếp là lambda trên 2. Hai bụng liên tiếp cũng là lambda trên 2. Vậy hai nút bất kỳ hoặc hai bụng bất kỳ sẽ là k lần lambda trên 2. À, k lần lambda trên 2. Ở đây với k thuộc n. N sao? À. Thế còn cuối cùng nói đến khoảng cách giữa một nút và một bụng bất kỳ. Một nút và một bụng bất kỳ. Thì sẽ là gì? À, là cách tính như sau. Ta sẽ xét cái nút đầu tiên đó cho đến cái nút gần cái bụng ấy nhất. À, thế thì nó chính là khoảng cách giữa hai nút bất kỳ. Vậy là k lần lambda trên 2. Nhưng mà cộng với cái phần mà mình chưa tính, đó là khoảng cách giữa cái nút gần nhất đấy đến cái bụng ấy, cộng thêm lambda trên 4. À, đấy chính là một cái mẹo để chúng ta nhớ. Và có nhớ được những cái khoảng cách này thì chúng ta mới kiểm tra được điều kiện để xem là có sóng rừng xảy ra ở trong cái bài toán này hay không. Bằng cách là như này, kiểm tra xem khoảng cách từ nguồn sóng cho đến điểm phản xạ, ta gọi là L. À, muốn nó có sóng rừng, nó phải thỏa mãn điều kiện gì? À, thì nó rơi vào một số trường hợp sau đây. Có thể là cả hai đầu đều là nút sóng. Cũng có thể cả hai đầu đều là bụng sóng, nhưng trường hợp này thì ít gặp. Và trường hợp thứ ba là một đầu là nút, một đầu là bụng. À, thì chúng ta sẽ đi khảo sát xem là điều kiện để có sóng rừng là gì. Chúng ta đi sang phần 3 nhỏ. Điều kiện để có sóng rừng. Thế thì ở đây thầy gọi như này,
L là khoảng cách từ nguồn sóng cho đến điểm phản xạ. Vậy bây giờ để mà có sóng dừng thì nó phải thỏa mãn, cái L này phải thỏa mãn điều kiện gì? Chúng ta xét các trường hợp. Trường thứ nhất là nếu cả hai đầu là nút. Cả hai đầu là nút. Tức là cả nguồn sóng là nút, cả cái chỗ phản xạ cũng là nút. Thì L phải thỏa mãn điều kiện gì? Thì chúng ta lại nhớ lại cái tính chất mà ta đã khai thác ở phần 2. Đó là khoảng cách giữa hai nút bất kỳ được tính bằng công thức nào? K lần lambda trên 2. Vậy L sẽ bằng K lần lambda trên 2. Trong đó K là một cái số thuộc N sao, số nguyên dương, số tự nhiên dương trừ số 0. Thế bây giờ ta thử vận dụng cho bài toán này. Nhìn hình vẽ này, ta thấy này, đầu này, đầu ô là nút, đầu A này cũng là nút. Ta đếm xem có mấy nút tất cả. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nút tất cả. Thế xem cái chiều dài L này bằng mấy lần lambda trên 2? 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Vậy tức là K bằng 4 thì có 5 nút. Vậy thì ta có thể suy ra trong trường hợp này số nút bằng gì? Số nút sẽ bằng K cộng với 1. Số bụng bằng gì? Ta thử đếm xem. Số bụng sóng ấy sẽ bằng 1, 2, 3, 4. Như vậy số bụng sóng chính bằng K. Trường thứ hai, nếu mà một đầu là nút, một đầu là bụng thì sao nhỉ? Thì cái khoảng cách từ cái nguồn phản xạ, từ cái nguồn cho đến cái điểm phản xạ, L phải thỏa mãn điều kiện gì? Chúng ta lại nhớ lại phần tính chất. Nó sẽ phải bằng K lần lambda trên 2 cộng với lambda trên 4 với L, với K thuộc N. K thuộc N. Thế bây giờ nhìn trên hình này, giả sử cái chỗ phản xạ này, cái chỗ nguồn sóng nó chỉ đến đây thôi. Đấy. Thì ta xem là K sẽ bằng mấy? K sẽ chỉ bằng 3 lần lambda trên 2 cộng với lambda trên 4, đúng không? Bởi vì mình tính đến cái nút gần nhất mà. Thì đây, 1, 2, 3 thôi. Như vậy là 3 lần lambda trên 2 cộng lambda trên 4. Ta đếm xem là có mấy nút mấy bụng. 1, 2, 3, 4 nút. Mấy bụng? 1, 2, 3, 4 bụng. Như vậy, trong trường hợp một đầu là nút, một đầu là bụng, thì số nút và số bụng là bằng nhau. Và bằng K cộng 1. Như vậy, suy ra số nút bằng số bụng và bằng K cộng 1. Nhưng có một cái điểm khó để mà khi chúng ta làm bài tập ấy, chúng ta phải nhận ra được, chúng ta cần phải nhận ra được. Đó là làm sao để biết là cái sợi dây đấy có hai đầu là bụng hay là hai đầu là nút hay một đầu là nút, một đầu là bụng. Cái nguồn sóng và cái điểm phản xạ ấy, cái nào là nút, cái nào là bụng? Thì có thể ghi một số cái chú ý như thế này. Chú ý thứ ba, tức là những cái nào mà được gắn trực tiếp với cần dung ấy, tức là gắn với trực tiếp với cần dung thì đấy chính là nút gắn với cần dung, hoặc là nối cố định. Nối cố định ví dụ như ở điểm A này chẳng hạn thì đấy là nút nhé, gắn với cần dung, hoặc là nối cố định thì đấy là nút. Còn khi nào là bụng? Cái đầu đấy thả tự do thì là bụng. Như vậy đấy là hai cái mà hay thuật ngữ quen dùng, thả tự do. Thả tự do thì đấy là bụng. Như vậy là có một cái mẹo nhỏ để chúng ta phân biệt được là đâu là nút và đâu là bụng, và có biết đâu là nút, đâu là bụng thì mình mới kiểm tra điều kiện được xem là có sóng dừng hay là không. Người
người ta có thể ứng dụng cái hiện tượng sóng rừng này để mà đo cái vận tốc truyền của sóng. À, bằng cách là như này, lấy một cái sợi dây có chiều dài L, sau đó thì buộc một đầu cố định và dùng cái đầu kia thay đổi tần số. Khi nào có sóng rừng đếm xem là có bao nhiêu bụng, bao nhiêu nút, tức là có nghĩa là đếm xem có bao nhiêu bó sóng. Từ đấy tính ra được bước sóng lambda. Mà có bước sóng lambda mà tần số mình lại đo được, thế thì hiển nhiên mình tính được vận tốc truyền sóng. À, thì đấy là một cái ứng dụng thực tiễn của cái hiện tượng sóng rừng. Tuy nhiên thì đối với chúng ta thì cái việc mà luyện tập, tức là ta phải biết cách làm cho những, biết cách giải cho những bài toán liên quan sóng rừng, đấy mới là điều quan trọng. Thế thì chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng. Ta ra 4 nhỏ vận dụng. Ta đi vào ví dụ đầu tiên. Một sợi dây mảnh AB không giãn, có chiều dài L, đầu B cố định, đầu A dao động. À, như vậy là dây AB mà lại có thế này, B cố định, B cố định, còn đầu A dao động. Thế thì thầy hỏi nhé, phải xác định được ngay là đầu B là nút hay là bụng. À, cố định, nút rồi. A dao động. À, thế thì A tức là gắn với cần rung đấy. Mà gắn với cần rung thì là nút hay là bụng? À, là nút. Như vậy cả hai cái cùng là nút. Thế phương trình dao động của cái A nó là UA bằng là A cos của omega T, cho biết là AB bằng L bằng là 1,2 m. Tần số F thì bằng 100 Hz. Vận tốc là 40 m/s. Biên độ A người ta lại cho cụ thể là 1,5 cm. Câu A người ta mới hỏi này, trên dây có sóng rừng hay không? Nếu có, hãy xác định số nút và số bụng trên dây. Người ta hỏi là trên dây có sóng rừng không? Thế đầu tiên mình tính lambda. Lambda bằng gì? V chia cho F. V bằng bao nhiêu đây? 40 chia F 100. Vậy nó bằng 0,4 m. Ừ. Thế bây giờ cả hai đầu là nút. Đấy, quan trọng là mình xác định được thế. Cả hai đầu là nút. Vậy thì điều kiện có sóng rừng là gì nhỉ? Điều kiện có sóng rừng là chiều dài L phải thỏa mãn điều kiện gì? À, L phải bằng K lần lambda trên 2. Vậy ta xem K bằng bao nhiêu? À, thế tương đương với là 1,2 sẽ bằng K lần của 0,4 trên 2. Vậy thì suy ra K bằng mấy đây? K bằng 6, thuộc N rồi. Hợp lý rồi. Như vậy chứng tỏ rằng có sóng rừng, đúng không? Vậy mình kết luận này là có sóng rừng. Mà đã có sóng rừng rồi thì phải tính xem là bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng. Suy ra số nút bằng nào, K cộng 1. Như vậy bằng 7. Số bụng bằng K, tức là bằng 6. Rồi, như vậy ta đã tính được tổng số nút và tổng số bụng cho câu A này. Bây giờ câu B, à, người ta hỏi có vẻ hóc búa một chút. Người ta hỏi như này, xác định bề rộng của một bụng sóng và tốc độ dao động cực đại của một bụng sóng. À, thế thì bây giờ phải phân tích cho nó thật là kỹ càng. Nguồn sóng thì có biên độ là A. Vậy cái chỗ bụng sóng có biên độ là mấy? À, biên độ nó gấp đôi lên. Vậy nó là 2A. Thế bề rộng của một bụng sóng là cái gì? À, là khoảng cách từ cái điểm cao nhất của cái phần tử đó cho đến thấp nhất của phần tử đó khi nó dao động. Vậy thì cao nhất là 2A, thấp nhất là trừ 2A. Vậy thì bề rộng của bụng sóng phải là 4 lần A. Đấy, như vậy là
Cái này phải rất hết sức lưu ý chứ không là không biết làm. Như vậy là ta lưu ý ở câu B này là bề rộng bụng 6. Bề rộng bụng 6. Nó sẽ là gì? Là 4 lần A. Vậy thì nó bằng bao nhiêu? 4 x 1,5 bằng 6 cm. Thế bây giờ nó lại hỏi một cái ý nữa là tốc độ cực đại dao động của một bụng 6. Có nghĩa là nó là gì? Vmax. Thế Vmax bằng gì? Bằng là omega nhưng mà nhân với cái độ rộng của ta, tức là không phải độ rộng mà biên độ của bụng sóng, như vậy nhân với 2a. Thế mà omega có rồi, ta có thể tính theo 2πf. Vậy cái này thì không khó khăn lắm, đúng không nào? Bằng 2πf, tức là thành nhân với 2a nữa. Kết quả thu được là nó sẽ là 18,84 đơn vị là mét trên dây. Ý cuối cùng của bài toán này, của cái ví dụ này là người ta hỏi như sau. Nếu muốn trên dây có 12 bụng sóng thì tần số F phải bằng bao nhiêu? 12 bụng, hai đầu là nút mà muốn có 12 bụng. Có nghĩa là gì nhỉ? K phẩy phải bằng 12. Thế thì F phẩy phải bằng bao nhiêu? Thế thì chúng ta sẽ sử dụng điều kiện đó là gì? L, vẫn cái chiều dài 1,2, phải bằng K phẩy lần lambda trên 2. Lambda phẩy trên 2. Thế thì từ đây rút ra được là thầy thay cái lambda phẩy này theo F phẩy sẽ bằng là 12 nhân với lại V chia cho 2 F phẩy. Thế thì dễ dàng rút ra được F phẩy sẽ bằng gì? 6 lần V chia cho L. Và thay số vào thì tính ra là cái F phẩy này sẽ bằng là 200 Hz. Thế thì có thể hiểu là ban đầu tần số là 100 Hz thì có 6 bụng, 7 nút. Thế bây giờ muốn có 12 bụng và sẽ có bao nhiêu nút nhỉ? Sẽ có 13 nút. Thì ta phải nâng tần số lên gấp đôi. F phẩy bằng 200 Hz. Như vậy chúng ta đã xét xong cái ví dụ đầu tiên liên quan đến cái bài toán sóng rừng. Ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Chúng ta sang ví dụ 2. Ví dụ này thì đòi hỏi ở mức độ cao hơn một chút. Người ta cho biết là sợi dây OA dài 60 cm. Như vậy OA có thể ký hiệu bằng L bằng 60 cm. Đầu ô dao động điều hòa theo phương trình UO bằng 0,5 cos của 400 πt cm. Câu A, người ta yêu cầu như này: hãy viết phương trình dao động của điểm M trên dây cách A một khoảng d. Cách A một khoảng d do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ từ A cho biết vận tốc sóng trên dây là 120 m/s và biên độ sóng giảm không đáng kể. Như vậy là V nó sẽ bằng 120 m/s. Rồi cái đoạn là gọi là AM thì bằng D. Thế thì bây giờ đề bài bắt mình viết là U tại M, phương trình dao động tại M có dạng như thế nào. Thế thì rõ ràng là mình phải làm giống như bài toán gì nhỉ? Giống như cái bài toán mà tổng hợp hai dao động cùng tần số và độ lệch pha không đổi ấy, tức là bài toán giao thoa. Vậy thì mình phải viết như vậy là ta phải viết là U O M bằng gì? Nguồn sóng mà nó đi trực tiếp, tức là sóng tới đấy, đi trực tiếp từ O tới M sẽ có phương trình là A cos. Ở đây để cho tiện thì thầy thay số luôn, 0,5 cos của 400 πt. Trừ đi cái gì? Trừ đi 2π nhân quãng đường. Quãng đường là gì? L trừ đi D. Như vậy là 0,6 trừ đi D trên lambda. Lambda ta nhẩm ra luôn đi nhỉ.
Omega là 400 pi, vậy F bằng omega chia 2 pi bằng 200, V bằng 120, lambda sẽ bằng V chia F, 120 mà chia 200 là 0,6. Vậy thầy đã có cái phương trình mà sóng tới, đó là UOM, đơn vị là cm. Bây giờ sóng phản xạ UAM, thì bây giờ ta phải lưu ý nhé. Muốn đến được A, tức là sóng không phải từ A phát ra mà nó từ O đến A xong nó mới quay trở lại, thì ta phải lưu ý này, 0,5 cos của 400 pt. Nào, muốn đến được A phải đi quãng đường bao nhiêu? Trừ đi 2 pi nhân 0,6 chia 0,6. Đấy là mới đến được A nhé. Nhưng mà ở A lại là vật cản cố định, vậy đổi dấu, vậy trừ một góc pi nữa. Tiếp tục lại phải quay trở lại về M, như vậy phải trừ thêm 2 pi d trên lambda, tức là chia 0,6, đơn vị là cm. À, vậy thì bây giờ thầy mới tổng được là UM sẽ là tổng của U tới, tức là UOM cộng với lại UAM. À, thế thì A chung rồi nhóm ra ngoài, cos cộng cos bằng 2 cos cos. À, thế thì thầy đưa 2 ra ngoài, vậy nó thành là chỉ còn lại cos của cái hiệu, hiệu thì sẽ thành là pi d trên 0,6 mà cộng với lại pi trên 2 đó, nhân với cos của 400 pi t trừ đi cái phần đuôi này. Thì cái phần đuôi này bằng gì? Thằng này là trừ d, như vậy là nó sẽ 2 pi, tức là còn pi thôi, nhân với 0,6 cộng với d trên 0,6 rồi trừ thêm pi trên 2, nó đơn vị là cm. Đó. Thế thì ta phải hiểu đây đóng vai trò là biên độ, tức là trị độ của thằng cốt này đóng vai trò là biên độ dao động của anh M. Và quan trọng hơn là câu B người ta hỏi như này: hãy xác định vị trí của các nút sóng. À, vị trí của nút sóng. Rồi lại hỏi một câu là tính khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp. À, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp. Đấy là hai câu hỏi người ta đặt ra. Thì thực ra về cái đặc trưng là mình biết rồi, nhưng đây mình phải thiết lập lại để kiểm tra xem cái đặc trưng của mình, tức là mình chứng minh lại cái đặc trưng đó. À, thế bây giờ nút sóng, nút sóng là cái chỗ mà không dao động, không dao động thì biên độ bằng mấy? À, biên độ bằng không. Vậy tức là cos của cái góc này pi d trên 0,6 cộng với pi trên 2 phải bằng bằng không. À, mà muốn cái này bằng không thì pi d trên 0,6, tức là cái góc này cộng pi trên 2 phải bằng là kpi cộng pi trên 2, vậy cái này bằng kpi. À, thế thầy giải nước pi đi, vậy suy ra là d phải bằng 0,6k. D bằng 0,6k. Đấy là vị trí của các cái nút sóng. À, hơn nữa mình lại có cái điều này: khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp. À, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Thì ta sẽ suy ra được là hai cái giá trị k liên tiếp chênh nhau 1. Vậy khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp như vậy là vị trí của các nút sóng ta kiểm nghiệm lại được, nó cái d nó phải bằng 0,3k. Thế khoảng cách ra nút sóng liên tiếp là 0,3 m. À, 0,3 m chính là lambda trên 2. Thế như vậy là chúng ta đã học xong cái bài sóng rừng, cũng như là mình đã khảo sát được một số cái bài toán cơ bản. Thế về nhà chúng ta ôn tập lại tất cả những cái lý thuyết liên quan và làm những cái bài tập luyện tập thầy cho thêm. À, xin chào tạm biệt các em.